Đây có hai bài giảng mà cô muốn trình bày với các bạn, đó là bài các bệnh thiếu vitamin và bài dinh dưỡng ở trẻ em. Có đồng ý không ạ? Đồng ý ạ. Rồi, chúng ta bắt đầu nha. Em thấy là hiện nay tình trạng thiếu vi chất là hiện nay ở trên thế giới cũng như Việt Nam thì cái tỷ lệ là rất là cao, đúng không ạ? Trên thế giới thì hiện nay người ta tính ước tính có khoảng độ 2 tỷ người thiếu vi chất dinh dưỡng. Mà người ta đã coi đó là một cái gì ạ? Đó là một gọi là một cái gọi là gánh nặng kép, hay còn gọi là một cái gọi là một cái gì ạ? Một cái vấn đề thiếu ăn rất là trầm trọng. Hiện nay không chỉ nói đến vấn đề thiếu về các cái yếu tố đa lượng mà người ta còn nói đến người ta còn đề cập rất nhiều đến yếu tố vi lượng, đúng không ạ? Vậy vi lượng có vai trò quan trọng không? Có, vô cùng quan trọng, đúng không ạ? Các bạn thấy là hiện nay yếu tố vi lượng không chỉ nó có vai trò trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta mà còn có cả trong điều trị, đặc biệt đại dịch Covid này, đúng không ạ? Vì sao cô lại phải nói như vậy? Bởi vì các bạn biết là trong cái phác đồ điều trị của Tổng thống Donald Trump, đúng không ạ? Khi bị mắc nhiễm Covid thì hai cái vi chất mà được đưa vào trong cái đơn thuốc của ông đó là vitamin D và kẽm. Và hiện nay vitamin D cũng đã trở thành một trong những thuốc trong cái điều trị phác đồ Covid rồi, đúng không ạ? Nên chúng ta thấy tầm quan trọng của vitamin và vi chất nhiều hơn bao giờ hết. Vậy vitamin và vi chất chúng ta gặp ở đâu? Chúng ta tìm thấy chúng ở đâu? Các bạn biết là nó có tất cả trong các thực phẩm, đúng không ạ? Thế thì vi chất dinh dưỡng, vitamin và vi chất dinh dưỡng có quan trọng không? Xin thưa là rất quan trọng. Nếu như người ta xếp cái nhóm mà gọi là các chất dinh dưỡng ấy, thì người ta chia làm hai nhóm. Đó là nhóm chất sinh năng lượng và nhóm chất không sinh năng lượng, hay là còn gọi nhóm dinh dưỡng thiết yếu. Nhóm không sinh năng lượng hay còn gọi là nhóm dinh dưỡng thiết yếu, đó là những vi chất dinh dưỡng mà cơ thể cần với lượng rất là nhỏ, nhưng nó lại có vai trò quan trọng rất lớn đối với sức khỏe con người. Bởi vì chỉ cần thiếu nó cũng làm cho nó gì ạ? Cũng làm cho cái tình trạng của cơ thể gây rất nhiều các rối loạn trong cơ thể. Các bạn đã nên biết đến nguồn gốc của vitamin B1, đúng không ạ? Nguồn gốc của vitamin C, đúng không ạ? B1 chúng ta biết đến đó là một nhà gì ạ? Nhà một nhà gọi là một nhà nghiên cứu hay là một bác sĩ người Hà Lan, đúng không ạ? Ông làm ở trong các cái trại 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 phạm nhân ấy, trại tù. Thì khi ông chăm sóc cho những trại tù thì ông thấy là khi mà những cái người phạm nhân ở trong cái trại tù đó được sử dụng các loại thức ăn hay là các loại gạo mà nó không có chứa gạo trắng, mà nó không còn được xay sát rất là kỹ rồi, đúng không ạ? Thì người ta thấy là gì ạ? Cái lựa những cái tù nhân đấy người ta bị cái hiện tượng là gì ạ? Tê bì chân tay, đúng không ạ? Rồi thì người phù thủng, đúng không ạ? Tê bì chân tay, thậm chí là người ta không có thể đi được. Và ông thấy một điều kỳ diệu là ông đã lấy những cái phạm nhân, cái gạo mà phạm nhân được ăn đó, thì ông cho cái đàn gà ở cái trại tù đấy ăn, thì người ta thấy nhận thấy rằng những cái con gà trong cái trại tù đó nó cũng có triệu chứng tương tự. Mà khi cho lại ăn lại một cái loại gạo mà nó chưa được xay sát kỹ, đúng không ạ? Thì cái hiện tượng đó biến mất, và sau đấy khoảng độ 20 năm sau thì người ta mới phát hiện ra vai trò của vitamin B1. Và các bạn thấy thiếu vitamin B1 thì trước đây chúng ta gặp rất nhiều, gặp trong những bệnh lý gì ạ? Beriberi đấy, đúng không ạ? Hay phù đấy ở trẻ em đấy, đúng không ạ? Và hiện nay thiếu vitamin B1 thì không phải điều trị, không phải chỉ thiếu ở trong những trường hợp đó, ví dụ như những trường hợp mà hội chứng refeeding nuôi ăn trở lại, em bé bị bỏ đói quá mức, đúng không ạ? Khi quay trở lại ăn uống mà được được bổ sung quá mức, mà chốc nữa chúng ta sẽ học đến bài dinh dưỡng, thì chúng ta thấy là gì, có hiện tượng refeeding. Và để giảm cái hiện tượng refeeding đấy thì các loại vitamin, trong đó vitamin B1 cũng là một cái lựa chọn để giảm bớt các triệu chứng đó. Để điều đấy để nói lên gì ạ? Vi chất dinh dưỡng rất rất quan trọng. Thế thì vi chất dinh dưỡng nó có vai trò quan trọng là như vậy đấy. Thì chúng ta tìm thấy vi chất dinh dưỡng ở đâu? Các bạn nhìn thấy trong các thực phẩm mà thức ăn của chúng ta hàng ngày, đúng không ạ? Các bạn trong bữa ăn hàng ngày của các bạn thì các bạn đều sử dụng vi chất dinh dưỡng, là các cái vitamin và vi chất dinh dưỡng. Tuy nhiên thì chúng ta nhiều khi ít để ý, nhiều khi các bạn cũng sẽ không nói là hôm nay ăn gì, các bạn sẽ không bạn chỉ nói là hôm nay ăn món xào hay món nướng hay là món lẩu hay là món gì, chứ các bạn chưa nói đến là hôm nay chúng ta ăn các loại rau gì, đúng không ạ? Chúng ta sử dụng thịt gì,
Đúng không ạ? Hàm lượng chất dinh dưỡng là như thế nào? Thường là chúng ta sẽ ít quan tâm đến. Vậy rõ ràng vi chất dinh dưỡng có rất nhiều trong các thực phẩm hàng ngày của chúng ta. Điển hình ví dụ như là vitamin E, đúng không ạ? Vai trò chống lão hóa rất tốt, và các bạn nữ, các phái nữ người ta sử dụng gì ạ? À, bơ để làm mặt nạ bơ này, rồi sinh tố bơ này để làm cho đẹp da, đúng không ạ? Rồi các cái thực phẩm khác rất rất là nhiều. Em nhìn ở trên slide thì em thấy rất là rõ. Vậy thì trước khi đi vào nội dung chính của các cái thiếu vi chất thì chúng ta sẽ xem nguyên nhân thiếu vi chất ở đây là do cái gì. Để các bạn thấy là có hai nhóm nguyên nhân chính ở đây, đó là do gì ạ? Do chế độ ăn thiếu, cung cấp thiếu, và nguyên nhân thứ hai là do bệnh tật. Vậy bệnh tật gì mà nó gây ra tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng? Ở đây người ta nói đến những bệnh mà gây mất hoặc tăng nhu cầu vitamin và khoáng chất. Ví dụ gây mất là trong trường hợp nào? Ví dụ như em bé bị bệnh tiêu chảy, đúng không ạ? Tiêu chảy kéo dài. Hoặc là bệnh nhân hoặc tăng nhu cầu vitamin và khoáng chất, ví dụ như những em bé mà bị các bệnh gan mãn tính hoặc những bệnh nhân rối loạn hấp thu thì nó sẽ tăng nhu cầu bởi vì nó mất rất là nhiều, đúng không ạ? Tất cả những nguyên nhân đấy đều gây thiếu vi chất, và dù là nguyên nhân trực tiếp hay gián tiếp thì đều gây ra tình trạng này, đúng không ạ? Vậy thì cái hậu quả của thiếu vi chất dinh dưỡng thì nó ảnh hưởng như thế nào? Các bạn nhìn lên slide này, các bạn thấy ảnh hưởng của thiếu vi chất dinh dưỡng nó cũng giống như là suy dinh dưỡng, nó chỉ không nó là một chu trình vòng đời. Vì sao cô lại nói là vui chu trình vòng đời? Vì các bạn thấy nhìn lên đây thì các bạn sẽ thấy tình trạng thiếu vi chất nó sẽ ảnh hưởng từ lúc sinh ra, từ lúc lọt lòng mẹ cho đến tuổi già. Một đứa trẻ mà bị còi xương khi sinh, đúng không ạ? Thì nó sẽ trở thành những thiếu niên còi xương, trở thành những người vị tuổi vị thành niên còi xương, và trở thành những người gì ạ? Trưởng thành còi xương. Những bà mẹ còi xương sẽ sinh ra những đứa trẻ còi xương, đúng không ạ? Và nếu những người trưởng thành này mà không được điều trị, đúng không ạ? Không được bổ sung thì lớn lên khi về già sẽ trở thành những người gì ạ? Những người tàn tật. Tàn tật ở đây cô muốn nói không phải tàn tật là không đi được, không đứng được, mà những người đấy ví dụ như là chúng ta sẽ gặp những hiện tượng thoái hóa, loãng xương, đúng không ạ? Sẽ ảnh hưởng đến vận động không? Có chứ ạ, đúng không ạ? Ảnh hưởng rất nhiều. Vậy rõ ràng ảnh hưởng của thiếu vi chất là một chu trình vòng đời, đúng không ạ? Chứ không phải là suy dinh dưỡng nào mà béo phì, suy dinh dưỡng và thiếu vi chất là một chu trình vòng đời. Các bạn nên nhớ cho cô một điều như vậy. Vậy thì tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng hiện nay là như thế nào? Đây là năm 2008, còn theo thống kê mới nhất năm 2018 thì cái tình trạng thiếu vi chất ở Việt Nam, đặc biệt trẻ em ở vùng nông thôn, đúng không ạ? Thì tỷ lệ thiếu vi chất còn tương đối cao, đặc biệt là kẽm và vitamin D, đúng không ạ? Tỷ lệ thiếu kẽm theo một cái thống kê mới nhất năm ở tại Hòa Bình thì người ta thấy ở nông trẻ em ở nông thôn Hòa Bình, đúng không ạ? Ở tỉnh Hòa Bình thì cái tỷ lệ thiếu kẽm thậm chí 50-70%, đúng không ạ? Thiếu vitamin A và tiền vitamin A cũng vậy. Vậy thì có một số cái vi chất mà chúng ta cái vai trò của vi chất đều quan trọng bởi vì nó tham gia vào tất cả các chuyển hóa của cơ thể. Ví dụ vitamin B1, rồi thì vitamin B2 tham gia vào chuyển hóa glucid, đúng không ạ? Tham gia vào các rất nhiều các chuyển hóa, và thậm chí nó tham gia vào cấu tạo lên các enzyme. Ví dụ như kể đến kẽm, kẽm tham gia đến cấu tạo đến 300 enzyme, có mặt ở trong 300 enzyme ở trong cơ thể. Vậy rõ ràng rất là nhiều, nhưng tuy nhiên trong bài hôm nay thì cô chỉ muốn nhấn mạnh với các bạn hai cái vitamin, đó là vitamin A và vitamin D. Đồng ý không ạ? Còn lại các em sau này học, sau đại học chúng ta sẽ học thêm một cái số, hoặc là các em sẽ đọc thêm các tài liệu trong sách để chúng ta sẽ xem thêm những cái nội dung của các bài này. Thế trước tiên là đi vào vitamin A, đúng không ạ? Vitamin A. Các em để hoàn thành được cái nội dung của bài giảng hôm nay thì các em phải đạt được 5 cái mục tiêu. Thứ nhất là các em phải trình bày được vai trò chuyển hóa của vitamin D trong cơ thể. Đầu tiên. Thứ hai là các em phải xác định tìm được phải xác định xem một em bé này có những nguyên nhân nào làm cho đứa trẻ có dẫn thể dẫn đến, hay yếu tố nguy cơ nào có thể dẫn đến làm cho đứa trẻ thiếu vitamin A. Thứ ba là phải mô tả được khi em bé thiếu vitamin A thì trên lâm sàng nó sẽ có những biểu hiện triệu chứng gì. Và cái thứ tư, đấy là mục tiêu thứ tư các em phải đạt được sau khi học xong bài này, là khi bệnh nhân có thiếu vitamin A, xác định là thiếu rồi thì tôi điều trị như thế nào. Và cái cuối cùng, hiểu được vai trò của vitamin A là như vậy thì chúng ta phải biết được các cái biện pháp phòng thiếu vitamin A. Đã. Thực ra thì cái bài này nó cũng rất là dài, và ở trong sách thì cũng đã có rồi, nhưng cô sẽ trình bày qua thôi. Các em có thể đọc thêm ở trong cái bài này trong sách. Thế thì đối tư nhất vitamin A. Vitamin A thì có rất rất nhiều vai trò chính, đúng không ạ? Ba vai trò chính mà chúng ta cần cần nắm được. Thứ nhất là vitamin A, đó là vitamin tăng trưởng, đúng không ạ?
nó có vai trò rất tốt đến tăng trưởng, nên người ta gọi là vitamin tăng trưởng. Bởi vì sao? Nếu vitamin A trên lâm sàng, em bé sẽ chậm lớn, chậm phát triển. Một cái chức năng thứ hai cũng vô cùng quan trọng, đó là tham gia vào quá trình đáp ứng miễn dịch. Người ta còn gọi vitamin A là vitamin chống nhiễm khuẩn, đúng không ạ? Và một cái vai trò cuối cùng là cái vai trò đối với mắt. Thực ra cái vai trò này thì các em cũng đã quen thuộc hơn với hai vai trò mà cô vừa mới trao đổi ở phần đầu tiên. Vì sao? Bởi vì các bạn thấy vitamin A, chúng ta khi chúng ta nói đến vitamin A, thuốc bổ mắt thường là vitamin A. Nếu như các bạn có bà, có ông, đúng không ạ, cao tuổi, thì thường là Tết về mua biếu ông bà một lọ vitamin A, và thường nó gắn liền vitamin A là vitamin tốt với mắt. Khi các bạn có tổn thương ở mắt hay khi có một bệnh lý gì về mắt là nghĩ đến vitamin A. Tuy nhiên, thực ra không phải chỉ gói gọn trong ba cái chức năng này đâu. Vitamin A có rất rất nhiều các cái chức năng khác nữa, đúng không ạ? Chúng ta sẽ tìm hiểu thêm. Thế thì nhu cầu vitamin A là như thế nào? Thế vitamin A có phải bổ sung thường xuyên không? Vitamin A quan trọng đấy, là vitamin tăng trưởng, vitamin chống nhiễm khuẩn, rồi thì lại rất tốt với cả vai trò quan trọng với cơ chế nhìn, đúng không ạ? Điều hòa ánh sáng. Vậy thì nhu cầu vitamin A thực tế là như thế nào? Thì các em thấy là nhu cầu vitamin A theo khuyến nghị thì năm 2016 của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, đúng không ạ? Người ta thấy là các bạn nhìn lên trên cái slide này thì các bạn sẽ thấy này, từ trẻ từ 12 tháng cho đến gì ạ? Cho đến bà mẹ mang thai và cho con bú, thì các bạn thấy cái nhu cầu vitamin A nó cũng thay đổi không có nhiều. Nếu như trẻ từ một dưới 1 tuổi, từ 1 cho đến gì ạ? Từ 1 cho đến 9 10 tuổi, dưới 10 tuổi thì các bạn thấy là vitamin A nhu cầu dao động từ trong từ 400 đến 500 mg microgram trong một ngày. Không có cao, đúng không ạ? Các bạn thấy là rõ ràng không cao, nó dao động giữa các lứa tuổi cũng không quá cao. Thế thì vitamin A được lấy từ đâu? Nguồn cung cấp đúng là rõ ràng không nhiều. Vậy chúng ta muốn cung cấp nhu cầu vitamin A chúng ta lấy từ đâu, và liệu từ thực phẩm thì có cung cấp đủ với cái nhu cầu vitamin A đó không, thì chúng ta sẽ tìm hiểu những slide tiếp theo. Thứ nhất là chúng ta sẽ tìm hiểu xem là nguồn cung cấp vitamin A. Vitamin A sẽ được cung cấp từ hai nguồn, đó là nguồn gì ạ? Động vật và nguồn thực vật. Với tất cả các vi chất và các cái yếu tố đa lượng thì chúng ta thấy bao giờ cũng có từ hai nguồn, nguồn động vật và nguồn thực vật. Vitamin A cũng vậy, ở dạng thức ăn động vật thì vitamin A tồn tại ở dưới dạng retinol, còn ở thức ăn thực vật thì nó ở tồn tại ở dạng beta-carotene. Thế thì ở dạng thức ăn động vật nó gồm có những cái thực phẩm nào? Ví dụ là gan, cá, trứng, sữa, đúng không ạ? Gan. Xin lỗi các em, cô sẽ tiếp tục bài. Cái nguồn cung cấp vitamin thì bao giờ người ta cũng nói là nguồn cung cấp từ thức ăn động vật bao giờ cũng tốt hơn. Bởi vì sao? Nó có giá trị sinh học cao hơn, đúng không ạ? Sinh khả dụng cao hơn. Bởi lẽ nó dễ hấp thu hơn lên những cái thực phẩm mà có nguồn gốc từ thức ăn động vật, kể cả vitamin hay là các yếu tố đa lượng thì đều có giá trị dinh dưỡng cao. Ví dụ gan cá, trứng sữa. Trứng và sữa không chỉ là vitamin, retinol, nó có hàm lượng vitamin A có giá trị sinh học cao, mà nó còn là một cái lượng đạm, là một cái thành làm một cái thực phẩm mà có cái hàm lượng đạm rất là cao, người ta còn gọi là đạm chuẩn, bởi vì cái giá trị sinh học của nó cao, nó hấp thu gần như 100%.
Đúng không ạ? Tuy nhiên thì các thực phẩm khác, ví dụ như thức ăn có nguồn gốc thực vật, chúng ta phải kể đến các loại rau xanh thẫm này, các loại củ quả có màu vàng đỏ này thì cũng hấp thu rất là tốt, đúng không ạ? Chúng ta thấy rất là tốt, nên là chúng ta sẽ có thể tận dụng cái nguồn thực phẩm, nếu như nguồn thực phẩm từ thức ăn động vật mà thiếu thì chúng ta có thể sử dụng từ thức ăn thực vật, đúng không ạ? Tuy nhiên thì chúng ta không được lạm dụng nhiều quá, sẽ gây ra hiện tượng thừa caroten và gây hiện tượng vàng da trên lâm sàng. Và cái dấu hiệu nhận biết nhất để biết được là đứa trẻ này nó có vàng da này do chế độ ăn thì chúng ta sẽ thấy là em bé sẽ có lòng bàn tay, lòng bàn chân rất là vàng, đúng không ạ? Đấy là cái niêm da, niêm mạc lòng bàn tay, lòng bàn chân rất là vàng. Ngoài ra da của bệnh nhân cũng rất là vàng. Chúng ta phân biệt với cả những cái trường hợp mà vàng da bệnh lý khác, đúng không ạ? Nên khi rất nhiều các em bé khi đến mà khám ấy, cho khám vì vàng da thì các em phải ngay lập tức xem quan sát lòng bàn tay, lòng bàn chân của bệnh nhân, đúng không ạ? Rồi hỏi chế độ ăn xem là đợt này cháu có ăn nhiều bí đỏ không? Có ăn nhiều cà rốt không? Hay là mẹ cháu có ăn nhiều nghệ không? Ví dụ như thế chẳng hạn. Những thức ăn đấy thì có thể gây ra thừa caroten và làm vàng da trên lâm sàng. Vậy thì nguồn cung cấp vitamin A từ đâu? Lúc nãy chúng ta nói đến cái nhu cầu vitamin A rồi. Thế bây giờ chúng ta sẽ xem thực phẩm nào giàu vitamin A. Các bạn thấy nhìn vào slide này, các bạn thấy các thực phẩm rất nhiều giàu vitamin A. Chúng gà, gan lợn, gan bò, gan vịt. Chúng ta thấy là cái hàm lượng vitamin A rất là cao. Ngoài ra không chỉ vậy, trong các thức ăn khác thì có loại trứng, bơ, sữa, đúng không ạ? Sữa bột toàn phần cũng rất là cao. Nên nếu như một em bé mà 1 tháng tuổi, một em bé mà gì ạ, 6 tháng tuổi, mà em bé chỉ cần ăn được uống 1 lít sữa một ngày thôi, đúng không ạ? Em bé sử dụng 1 lít sữa một ngày thôi thì rõ ràng chúng ta thấy là không cần bổ sung vitamin A, đúng không ạ? Bởi vì nhu cầu cũng chỉ cần thế thôi. Thế thì trước khi đi vào những cái phần tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu cái chuyển hóa của vitamin A như thế nào. Ở đây thì cô sẽ trình bày qua thôi, còn cả tài liệu thì các em có thể cô sẽ gửi tài liệu cho các em để đọc thêm, đúng không ạ? Chúng ta sẽ xem về cái hấp thu và chuyển hóa vitamin A để chúng ta biết là thế thì bệnh lý nào khi em bé thiếu vitamin A thì chúng ta sẽ gặp ở trong những bệnh lý nào, hay là khi em bé mắc bệnh lý này thì sẽ có nguy cơ thiếu những vitamin nào. Thế đầu tiên thì chúng ta sẽ thấy hấp thu và chuyển hóa vitamin A thì vitamin A được hấp thu ở ruột non, đúng không ạ? Và để hấp thu được vitamin A, nó là thuộc nhóm vitamin tan trong dầu, nên để hấp thu được thì phải cần có sự tham gia của mỡ, của muối mật và dịch tị. Nên các em sẽ thấy này, những em bé mà bị các bệnh lý về ruột như hội chứng ruột ngắn, cắt ruột, ruột là cắt ruột sẽ thiếu, nguy cơ thiếu. Rồi những em bé mà chế độ ăn không có dầu mỡ, ăn kiêng khem quá mức, đúng không ạ, sẽ thiếu. Rồi những em bé bị các bệnh lý gan mật hoặc những bệnh lý về tụy mãn tính cũng sẽ có nguy cơ thiếu vitamin A, đúng không ạ? Đây là sơ đồ chuyển hóa của vitamin A trong cơ thể. Thì cô cũng muốn nhắc qua với các bạn về cái cơ chế một chút là vitamin A, đúng không ạ? Được đưa từ thức ăn đi vào trong cơ thể, đúng không ạ? Được cung cấp vào trong cơ thể, đúng không ạ? Thức ăn thì có thể ở 2 dạng là dạng động vật và dạng thực vật. Dạng động vật là retinol và beta caroten. Sau đó thì được ruột hấp thu, đúng không ạ? Ruột hấp thu và chủ yếu là ở dạng retinol. Sau đó thì nó sẽ đến gan và được nhũ tương hóa và ester hóa với axit malmitic, palmitic, đúng không ạ? Và tạo thành retinol rì. Protein bending, đúng không ạ? Sau đó thì nó là gì ạ? Được máu, được vận chuyển đến máu và nó tồn tại ở dạng retinol và gắn với một cái protein, đúng không ạ? Và sau đó thì nó sẽ được đưa đến cái cơ quan để sử dụng, đúng không ạ? Và sử dụng ở đâu? Nó dự trữ và sử dụng ở các tế bào biểu mô cũng như tế bào thị giác. Nên các tế bào biểu mô ở đây là gì? Đường hô hấp, đường tiêu hóa. Nên khi bệnh nhân mà thiếu vitamin A thì sẽ gây ra cái tình trạng là gì ạ? Có bị xảy ra những cái bệnh lý mãn tính của đường tiêu hóa và đường hô hấp, bệnh nhân sẽ bị tiêu chảy kéo dài, rồi bệnh nhân sẽ bị mắc các bệnh hô hấp kéo dài. Ngược lại, tổn khi thiếu vitamin A còn tổn thương ở các tế bào thị giác, vì thế làm cho đứa trẻ gì ạ, nó ảnh hưởng đến cơ chế nhìn của đứa trẻ, đúng không ạ? Vậy thì quay trở lại nguyên nhân thiếu vitamin A trong cơ thể như thế nào? Chúng ta đã đi cái slide đầu tiên là nguyên nhân gây thiếu vitamin, vi chất nói chung là do gì ạ? Cung cấp thiếu và do hấp thu kém. Ở đây cung cấp thiếu, nguyên nhân chủ yếu là cung cấp vitamin A thiếu trong chế độ ăn, như cô vừa nói, chế độ ăn ít mỡ, không hấp thu được vitamin A. Rồi thì ăn các ít các loại thức ăn động vật, thiếu các cái thức ăn động vật, ít rau quả, quả cũng có thể gây ra thiếu vitamin A. Một nhóm nguyên nhân thứ hai phải kể đến là hấp thu kém. Hấp thu kém ở đây là gì? Đấy, như cô vừa nói, tiêu chảy kéo dài, đúng không? Em bé bị tổn thương đường tiêu hóa, bị cắt ruột, tổn thương đường ruột non.
rồi những em bé bị hội chứng kém hấp thu như cô vừa chia sẻ với các bạn, bị bệnh lý Crohn rồi mất hội chứng ruột ngắn, bệnh lý ruột viêm, rồi các bệnh nhân bị các bệnh về mật tụy, hệ thống mật tụy, ví dụ tắc mật, suy chức năng gan, viêm tụy cấp, viêm tụy mãn hoặc u nang uống mật chủ, tất cả những nguyên nhân đấy thì đều có thể ảnh hưởng đến cái gì ạ, làm nguyên nhân chính mà để gây ra tình trạng thiếu vitamin A. Ngoài ra phải kể đến các yếu tố nguy cơ khác, ví dụ trẻ suy dưỡng, đương nhiên trẻ suy dưỡng sẽ nguy cơ thiếu vitamin A, bởi vì khi suy dưỡng thì đặc biệt suy dưỡng thể Marasimus hay kwashiorkor thì các bạn thấy tổn thương niêm mạc đường tiêu hóa, tổn thương niêm mạc đường tiêu hóa sẽ kém hấp thu được các vitamin. Rồi thì những em bé mà như cô vừa nói nuôi nhân tạo quá sớm, nuôi ăn sai đúng không, có thể gây ra, hoặc là những em bé mà mắc các bệnh ví dụ như sau sởi, sau lị, sau tổn thương đường tiêu hóa, tất cả những cái triệu chứng đó, những cái tổn thương ở các cơ quan đó đều có thể gây ra gì ạ, gây ra tình trạng thiếu vitamin A. Và đặc biệt một cái yếu tố mà có chu trình vòng đời như cô vừa mới chia sẻ ở slide đầu tiên, đó là gì ạ, các bà mẹ thiếu vitamin A thì những đứa con sinh ra sẽ có nguy cơ thiếu vitamin A. Đấy, nên rõ ràng các bạn thấy là chăm sóc dinh dưỡng cho em bé đúng không ạ? Không phải là trước khi từ khi sinh ra mà còn chăm sóc dinh dưỡng cho em bé từ khi mà em bé nằm ở trong bụng mẹ đúng không ạ? Nên rất quan trọng. Vậy thì thiếu vitamin A sẽ có biểu hiện gì trên lâm sàng? Đúng không ạ? Cô vừa nói với các bạn có ba vai trò chính của vitamin A ở trong slide đầu tiên. Một là gì ạ? Đối với tăng trưởng. Thứ hai là đối với miễn dịch. Và thứ ba là với cơ chế nhìn. Với ba triệu chứng, với ba vai trò đấy nên khi đứa trẻ thiếu sẽ có ba nhóm biểu hiện triệu chứng lâm sàng như vậy. Thứ nhất là triệu chứng toàn thân. Trẻ mệt mỏi, kém ăn, chậm lớn. Đúng không ạ? Triệu chứng toàn thân là trẻ mệt này, kém ăn, chậm lớn. Vitamin NK còn gọi là vitamin tăng trưởng. Thứ hai, trẻ có da xanh, tóc khô, dễ rụng, đúng không ạ? Những triệu chứng này có vẻ như là giống các thiếu vitamin khác. Và thứ ba là trẻ hay các mắc các bệnh tiêu chảy và viêm phổi. Nên khi trẻ thiếu vitamin A, thứ nhất chậm lớn, còi cọc chậm lớn. Thứ hai, dễ các mắc các bệnh lý mãn tính, ví dụ như tiêu chảy và viêm phổi. Đúng không? Đấy, chúng ta nhìn thấy rất rõ. Và khi đứa trẻ thiếu vitamin A sẽ có triệu chứng tổn thương từ mắt. À, các bạn thấy có vai trò rất quan trọng với tế bào biểu mô của mắt đúng không ạ? Nhìn thấy một cái đứa trẻ mà nó thì đủ đầy đủ. Còn trong trường hợp mà thiếu vitamin A thì các bạn thấy cái tế bào của nó sẽ là gì ạ? À, nó sẽ không còn tròn trịa nữa đúng không ạ? Nó khô mà nó gì ạ? Méo mó, biến dạng. Đúng không ạ? À, và tùy theo cái tổn thương, tùy theo mức độ mà nó sẽ gây ra những tổn thương ở mắt khác nhau. Các em sẽ thấy cái tổn thương ở mắt khác nhau, đúng không ạ? Từ gì ạ? Từ quáng gà cho đến khô đáy mắt và có thể mù mắt, đúng không ạ? Các triệu chứng rất là khác nhau. Và đây là cái triệu chứng mà của em bé bị suy dưỡng thể kwashiorkor có tổn thương mắt do thiếu vitamin A. Các em nhìn thấy vệt vi tốt rất là rõ, đúng không ạ? Rồi đây cũng là một cái hình ảnh mà tổn thương ở mắt do thiếu vitamin A rất là rõ. Và đây là một cái hình ảnh của một em bé mà cách đây 2 năm mà các cô tiếp nhận, khi một em bé này là em bé Giàng Thị Hiền 4 tuổi khi vào viện thì em bé này luôn trong tình trạng chớp mắt, nháy mắt và suốt nốt ngày là chỉ nhắm mắt thôi vì em bé nó rất sợ. Và các em nhìn ở đây thì cái bộ mặt của em bé thiếu vi chất nó rất là nặng nề đúng không ạ? Vi chất rất là nặng nề, những cái mảng sắc tố ở trên da trong đó chúng ta sẽ học đến bài. Và không chỉ thiếu tổn thương do thiếu vitamin A mà có rất nhiều vi chất khác nữa. Vậy thì đấy là về lâm sàng. Thế thì triệu chứng lâm sàng để chẩn đoán thiếu vitamin A thì dựa vào cái gì? Hiện nay thì cái tiêu chuẩn mà có giá trị nhất để chẩn đoán thiếu vitamin A vẫn là dựa vào cái nồng độ hàm lượng vitamin A ở trong cơ thể, đúng không ạ? Định lượng vitamin A ở trong huyết thanh. Thì các bạn thấy nếu hàm lượng vitamin A dưới 10 microgram trên decilit thì chúng ta có thể gì ạ? Chúng ta có thể xác định đó là bệnh nhân thiếu vitamin A, đúng không ạ? Vitamin A. À, triệu chứng đấy là triệu chứng về lâm sàng. À, về chẩn đoán, vậy thì chẩn đoán thiếu vitamin A dựa vào cái gì? Chúng ta thấy trên lâm sàng, nếu như chẩn đoán thiếu vitamin A khó, không phải là dễ. Không phải là dễ, không phải là ai chúng ta khi bắt gặp một bệnh nhân cũng không phải lúc nào chúng ta cũng nghĩ là à, bệnh nhân này thiếu vitamin A, chẩn đoán được ngay trên lâm sàng. Chỉ khi chúng ta nghĩ đến nó mà thôi, hoặc khi bệnh nhân này có tổn thương mắt. Cô vẫn nhắc là cô khi cô giảng bài với cả các anh chị sau đại học, cô cũng vẫn nhắc là chúng ta chỉ nghĩ đến thiếu vi chất đó khi chúng ta nghĩ đến nó mà thôi. Còn nếu chúng ta không nghĩ đến nó thì chúng ta sẽ không bao giờ chẩn đoán được. Ví dụ một cái đứa trẻ nó vào viện, nó suy dinh dưỡng thể kwashiorkor mà mắt nó cứ chớp liên tục, à chắc nó thiếu vitamin A rồi.
Một cái đứa trẻ nó làm sao ạ? Một cái đứa trẻ mà nó sau bị mắc sởi mà mắt nó cứ chớp liên tục chảy nước mắt, à nghĩ đến rồi. Hoặc một cái em bé bị suy gan lại suy dưỡng khi vào viện nữa, mắt nó cứ chớp liên tục chảy nước mắt, à có thể thiếu vitamin A đây, đúng không ạ? Vậy rõ ràng chẩn đoán lâm sàng nếu triệu chứng sớm quáng gà, sợ ánh sáng hay chớp mắt, có tổn thương ở mắt thì chúng ta chẩn đoán rất đơn giản. Nhưng khi không có chẩn đoán, khi có tổn thương ở mắt vì em bé thiếu vi chất nào, thiếu vitamin D, thiếu A, thiếu sắt hay thiếu kẽm thì nó cũng có chậm lớn, nó cũng hay mắc bệnh, đúng không ạ? Vì các vi chất nó có vai trò quan trọng đến hệ miễn dịch của cơ thể. Thế thì để chẩn đoán dựa vào triệu chứng lâm sàng, các triệu chứng ở mắt, đúng không ạ? Triệu chứng ở mắt khi đã có rồi thì một cái xét nghiệm rất là có giá trị quan trọng, định lượng hạt đô ở trong máu, à vitamin D ở trong máu, nếu trong huyết thanh mà giảm kết hợp với trên lâm sàng mà bệnh nhân có tổn thương mắt thì chứng quá rõ rồi. Vậy những trường hợp mà bệnh nhân có tổn thương ở mắt, đúng không ạ? Với những trường hợp mà bệnh nhân có tổn thương ở mắt và được chẩn đoán chắc xác định là thiếu vitamin A thì chúng ta điều trị như thế nào? Thực ra nếu chẩn đoán xác định dựa vào định lượng hay định lượng vitamin A ở trong huyết thanh mà giảm thì không, chúng ta không phải bàn cãi gì rồi. Tuy nhiên nói là như vậy nhưng để chẩn đoán thiếu vitamin A hiện nay tại các cái bệnh viện lớn chúng ta cũng chưa áp dụng được, kể cả tại bệnh viện nhi, định lượng vitamin A ở trong huyết thanh các cô vẫn phải gửi đi các trung tâm khác. Bởi vì sao? Vitamin A, định lượng vitamin A không phải là một xét nghiệm thường quy, nên chính ra nên là các cái xét nghiệm này thì nhiều khi là các bệnh viện lại phải hóa chất, người ta phải nhiều mua một cái kit để làm cái xét nghiệm cho bệnh nhân thì phải là mấy chục bệnh nhân cơ, chứ còn một cái kit chỉ để làm cho một vài bệnh nhân thì lại rất là vô cùng tốn kém, lãng phí, đúng không ạ? Nên người ta thường sẽ không làm. Vậy thì nếu trong trường hợp, đúng không ạ? Chúng ta thấy trong trường hợp nào thì chúng ta phải điều trị thiếu vitamin A. Đương nhiên thiếu vitamin A tôi phải điều trị. Vậy sẽ có hai cái vấn đề mà chúng ta trao đổi ở đây. Một là vì khi bệnh nhân có tổn thương mắt thì chúng ta phải điều trị ngay vitamin mineral cao. Các bạn nhớ cho cô, trong trường hợp có tổn thương mắt và không tổn thương mắt. Với trường hợp có tổn thương mắt thì phải điều trị ngay vitamin A liều cao. Nhớ là như vậy. Vậy liều như thế nào? Người ta sẽ có một liệu trình 3 liều, 3 liệu trình trong một đợt điều trị, và chia làm hai nhóm tuổi, dưới 1 tuổi và trên 1 tuổi. Nhớ cho cô, liều trẻ dưới 1 tuổi, à liều trẻ trên 1 tuổi sẽ gấp đôi liều dưới 1 tuổi. Đấy là cái đầu tiên. Cái thứ hai là 3 liệu trình trong 3 thời điểm, ngày thứ nhất, ngày thứ hai và ngày thứ 14. Đúng không ạ? Vậy liều là bao nhiêu? Liều ở đây trẻ dưới 1 tuổi là 100.000 đơn vị một lần. Còn trẻ trên 1 tuổi là 200.000 đơn vị một lần. Và dùng trong 3 lần một liệu trình, ngày 1, ngày 3, ngày 2 và ngày thứ 14. Các em nhớ cho cô là như vậy. Có đấy là với những trường hợp bệnh nhân có tổn thương mắt. Với những em bé mà không có tổn thương mắt thì điều trị như thế nào? Với những trường hợp mà chưa có tổn thương mắt nhưng lại có gì ạ? Lại trên một cái nền những em bé có cái thể trạng: một, suy dưỡng; thứ hai, tiêu chảy kéo dài; thứ ba, viêm phổi kéo dài hoặc sau mắc sởi. Trong những trường hợp đó, kể cả chưa có tổn thương mắt thì các em cũng phải cho bệnh nhân sử dụng ngay một liều vitamin A. Liều như thế nào? Để chia làm ba ba cái liều theo lứa tuổi khác nhau: dưới 6 tháng, 6 tháng đến 1 tuổi và trên 1 tuổi. À, trẻ dưới 6 tháng thì chỉ dùng sử dụng 50.000 đơn vị thôi. Còn trẻ trên 1 tuổi và trên 2 tuổi, à dưới 1 tuổi dùng 100.000 đơn vị, và trẻ trên 1 tuổi thì dùng 200.000 đơn vị giống như liều của bệnh nhân có tổn thương mắt. Tuy nhiên chúng ta chỉ sử dụng một liều duy nhất. Khác với những bệnh nhân có tổn thương ở mắt thì chúng ta phải sử dụng 3 liệu trình. Đúng không ạ? Thế là cái chúng ta rất là dễ nhớ rồi, đúng không? Và đây là cái hình ảnh mà cái em bé mà lúc nãy cô cho các em vừa nhìn, cái hình ảnh em bé nó nằm, nó thiếu, nó tổn thương da rất là nhiều, bảng sắc sắc tố rất là nhiều, đúng không ạ? Và đây là hình ảnh khi em bé ra viện, đúng không ạ? Mắt nhìn rất là sáng, đúng không ạ? Và em bé không còn sợ nhìn nữa, mắt em bé ra viện, đúng không ạ? Em bé đã tăng cân và ra viện. Đây là em bé Giàng Thị Hiền, người dân tộc Mông ở Cao Bằng. Em nhìn thấy là một cái hình ảnh rất là xinh xắn, đúng không ạ, khi em bé ra viện. Thì đấy là cái hình ảnh
mà cô muốn chia sẻ với các em về cái điều trị thiếu vitamin A. Còn đương nhiên là khi điều trị thiếu vitamin A như cô vừa mới chị cô nói với các em ở cái phần chuyển hóa và hấp thu vitamin A, nếu như chúng ta sử dụng quá nhiều thì sẽ gây ra ngộ độc vitamin A. Và trong những đợt mà các em có thể quan sát cái ngộ độc vitamin A, chúng ta sẽ gặp dễ hiểu dễ dễ gặp nhất hay gặp nhiều nhất là vào những cái đợt mà cái chương trình mà tiêm chủng mở rộng của chúng ta là vào 1 tháng 6 và 1 tháng 12 hàng năm, thì chúng ta thấy có chương trình uống vitamin A, đúng không ạ? Có nhiều bà mẹ thì bà cho cháu uống rồi nhưng mẹ về lại xin thêm được một viên, lại cho cháu uống vài viên, hoặc có những trường hợp mẹ thì nghĩ là vitamin A tốt mua về để trên tủ, đúng không ạ? Và em bé uống và khi uống xong thì nó gây ra ngộ độc vitamin A. Rất nhiều trường hợp em bé vào thóp phồng co giật có biểu hiện như một cái tổn thương của não, đúng không ạ? Nên chúng ta phải rất chú ý với những trường hợp mà thiếu vitamin A, ngộ độc vitamin A hay caroten. Đến phần điều trị, vậy thì cái mục tiêu cuối cùng mà chúng ta sẽ phải giải quyết đó là, vậy thì với những đứa vitamin A có vai trò rất quan trọng như vậy, thế làm thế nào để cho bà mẹ cũng như trẻ em không có nguy cơ thiếu vitamin A? Thì thứ nhất là đối với bà mẹ thì chúng ta thấy là sử dụng ưu tiên sử dụng các loại thực phẩm đã có chứa nhiều vitamin A, đặc biệt là nguồn gốc thực vật, à động vật, đúng không ạ? Như trứng sữa, chăm son khoa học, đúng không ạ? Bố mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu, đặc biệt là sữa non, bởi vì trong sữa non cái lượng vitamin A rất là cao. Và khi em bé ăn bổ sung thì cố gắng ăn đa dạng thức ăn và chế độ ăn phải có dầu mỡ, đúng không ạ? Và hiện nay thì các bạn biết là bổ sung vitamin A đã được khuyến cáo đưa vào các cái thực phẩm. Ví dụ như là các bạn biết là tăng cường vitamin A vào thức ăn. Ví dụ các em sẽ thấy ăn gói cờ no, người ta thấy là bổ sung vitamin A ở trên cái gói cờ no. Bổ sung gói vitamin A vào trong gói cờ no thì các em cũng sẽ thấy là các cái vai trò của nó cũng rất là rõ, đúng không ạ? Một cái bài nữa mà cô muốn trình bày với các em đó là bài bệnh còi xương ở trẻ em. Là chúng ta đã xong cái bài đầu tiên chưa? Các em có hỏi gì ở trong bài đầu tiên không? Các em có hỏi gì? Em có hỏi gì không nhỉ? Thưa cô, cho Không em được hỏi nghe. là nếu mà bệnh nhân bị thừa vitamin A thì mình sẽ xử trí nhỉ? À, trong những trường hợp đấy thì thứ nhất là chúng ta sẽ phải ngừng. Nếu như chúng ta xác định là bệnh nhân có thừa thì chúng ta phải ngừng ngừng các chế phẩm, mà ví dụ như bệnh nhân có thừa vitamin A mà mình biết là à đứa trẻ này nó ăn quá nhiều cà rốt, quá nhiều bí đỏ, hay là nó sử dụng quá nhiều các cái thực phẩm các loại gan, thì chúng ta phải dừng chế độ ăn. Không có cách nào khác là chúng ta phải dừng chế độ ăn thôi. Còn với những trường hợp mà ngộ độc vitamin A thì hiện nay chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Ví dụ như chúng ta có thể dùng giải độc bằng gì ạ? Bằng truyền dịch, truyền đường, đúng không ạ? Trong trường hợp đó, còn lại thì chúng ta vẫn cái gọi là cái phương pháp mà tốt nhất là chúng ta dừng loại bỏ những cái thực phẩm mà bệnh nhân sử dụng quá nhiều. Cảm ơn em, cảm ơn ạ. Chúng ta sang bài tiếp theo các em nhé. Theo mà cô muốn chỉ bày với các bạn đó là bệnh còi xương ở trẻ em hay là bệnh còi xương do thiếu vitamin D. Ở đây chúng ta sẽ đề cập đến vấn đề thiếu vitamin D, chứ chúng ta sẽ không đề cập đến bệnh còi xương do kháng vitamin D. Bệnh còi xương do thiếu vitamin D hay còn gọi là bệnh còi xương dinh dưỡng. À, cũng giống như là bài thiếu vitamin A thì sau khi học xong bài này các em sẽ phải đạt được 4-5 cái mục tiêu như sau. Thứ nhất là các em phải trình bày được vai trò chuyển hóa của vitamin D trong cơ thể. Thứ hai là các em trình bày được nguyên nhân và các yếu tố nguy cơ gây ra bệnh còi xương. Và thứ ba là khi đứa trẻ mà bị bệnh còi xương rồi thì làm thế nào để tôi phát hiện trên lâm sàng là đứa trẻ này là bị còi xương? Đúng không ạ? Những dấu hiệu cận lâm sàng nào có giá trị để chúng ta chẩn đoán bệnh còi xương sớm. Và thứ bốn là khi mà bệnh nhân bị còi xương rồi
thì tôi lựa chọn phác đồ điều trị như thế nào, thời gian bao lâu, liều lượng như thế nào, đúng không ạ, các hỗ trợ kèm theo như thế nào. Và cái mục tiêu cuối cùng là sau khi học xong bài này, các em phải nêu được các biện pháp phòng bệnh cũng giống như bệnh thiếu vitamin A. Thế thì các bạn biết là tầm quan trọng của vitamin D hay là bệnh vitamin D có vai trò rất quan trọng. Người ta nói đến định nghĩa bệnh vi thiếu vitamin D hiện nay không phải là một bệnh còi xương dinh dưỡng, nhưng không hẳn là do thiếu vitamin D không, mà còn liên quan đến cả cái vấn đề canxi nữa, đúng không ạ? Và cái thiếu vitamin D này nó ảnh hưởng, bệnh còi xương này nó ảnh hưởng rất nhiều đến sự phát triển của trẻ, cũng giống như là cái bệnh thiếu vitamin A, nó sẽ làm tăng các tần suất mắc bệnh. Và vitamin D hiện nay các nhà khoa học người ta nghiên cứu là vitamin D nó có ở tất cả các cái receptor của nó, có tất cả các mô của tế bào, nên vitamin D bây giờ không chỉ là có tác dụng tại hệ xương, mà không phải có tác dụng tại thận nữa, mà còn ngoài hệ xương, ngoài thận. Ví dụ nó tăng liên quan đến miễn dịch, liên quan đến gì ạ? Các bệnh lý đường hô hấp, rồi lên cơ quan miễn dịch. Đấy, ví dụ như bệnh lý đường hô hấp, đặc biệt là nhiễm virus cúm A hoặc là virus corona hiện nay, thì vai trò của vitamin D cũng có vai trò rất quan trọng trong cái cơn bão cytokine. Rồi vitamin D có vai trò với ai, với đâu, với cơ quan nào nữa? Vai trò đối với hệ thần kinh. Ví dụ như là người ta đã nghiên cứu và cho rằng vai trò của vitamin D hiện nay có vai trò điều trị trong bệnh tự kỷ, bệnh động kinh, đúng không ạ? Vai trò trong bệnh các bệnh lý đường hô hấp, ví dụ như là viêm mũi dị ứng, ví dụ như là hen, đúng không ạ? Rất rất nhiều các bệnh lý các em ạ. Nên nói đến vai trò của vitamin D thì chúng ta nói đến rất nhiều. Tuy nhiên trong bài này thì cô chỉ muốn tập trung vào cái vai trò của vitamin D trong bệnh lý còi xương dinh dưỡng đối với hệ xương mà thôi, đúng không ạ? Thì vitamin D, đúng không ạ? Vitamin D chúng ta sẽ xem chuyển hóa của vitamin D như thế nào. Trước tiên thì chúng ta sẽ xem là vitamin D nó sẽ được chuyển hóa tại đâu, hấp thu tại đâu, đúng không ạ? Đây, các em sẽ đi theo. Đây, đây là cái sơ đồ chuyển hóa của vitamin D trong cơ thể, đúng không ạ? Các bạn biết biết là vitamin D, đúng không ạ? Nó dưới tác vitamin D nó tồn tại ở ở lớp dưới lớp mang PB của biểu biểu ra, ở tồn tại ở dưới dạng 7-dihydrocholecalciferol. Dưới tác dụng của tia cực tím ánh nắng mặt trời, nó sẽ chuyển thành vitamin D3. Vitamin D3 ở dạng chưa hoạt động, đúng không ạ? Hay còn gọi là cholecalciferol, đúng không ạ? Sau đó thì cái cholecalciferol này, cái calcium đây là nguồn gốc ở một cái gì ạ? Ánh nắng mặt trời. Hay người ta còn gọi là vitamin D này là vitamin D nguồn gốc nội sinh. Hay người ta còn gọi vitamin D là vitamin mặt trời, ánh nắng mặt trời. Và có nhiều tác giả người ta còn gọi vitamin D là vitamin vui vẻ. Đúng không ạ? Người ta nhìn thấy mặt trời là nhìn thấy vui vẻ rồi. Một nguồn cung cấp vitamin D nữa là nguồn cung cấp ngoại sinh, đó là từ thức ăn. Đúng không ạ? Từ thức ăn ở đây có nguồn gốc thực vật và có nguồn gốc động vật và nguồn gốc thực vật. Vitamin D nếu cung cấp ở nguồn gốc động vật thì nó sẽ ở dạng vitamin D3 và ở hay còn gọi là cholecalciferol, và ở dưới dạng nguồn gốc thực vật thì là ergocalciferol hay còn gọi là vitamin D2. Khi mà vitamin D, đúng không ạ? Cái vitamin D nó đi đến gan thì nó sẽ được gì ạ? À, vào máu đến gan, nó sẽ được hydroxy hóa tại vị trí C5 để tạo thành 25 hydroxy vitamin D3. Và sau đó thì với 25 hydroxy sẽ đến thận, chuyển hóa tại thận thì nó được hydroxy hóa tại vị trí C1 để tạo thành 1,25 dihydroxy vitamin D3. Và đây chính là dạng hoạt hóa của vitamin D. Nên các bạn sẽ thấy trong trường hợp với cái sơ đồ này thì các bạn thấy là vitamin D có nguồn gốc từ ánh nắng mặt trời. Người ta thấy là vitamin D từ ánh nắng mặt trời, vitamin D, cái nguồn vitamin D được cung cấp từ ánh nắng mặt trời có thể chiếm đến 80 thậm chí 90%. Còn cái nguồn mà cung cấp vitamin D từ thức ăn, từ thực phẩm chỉ chiếm 10% thôi. Nên rõ ràng là cái gì ạ? Vai trò của ánh nắng mặt trời là rất rất quan trọng, đúng không ạ? Và ở đây sơ đồ này cũng cho các bạn thấy, nếu như vitamin D từ ánh nắng mặt trời hay tất cả các vitamin D mà chúng ta thấy từ thức ăn đưa vào, đúng không ạ? Nếu từ ăn là dạng vitamin D chưa hoạt hóa. Còn hoạt hóa nó phải là được hydroxy hóa tại vị trí C5 này, à C1 tại thận thì mới tạo thành 1,25 dihydroxy vitamin D3. Đây mới là hoạt hóa của cơ thể. Nên các em sẽ thấy trong những trường hợp bệnh nhân bị tổn thương thận hay thiếu những cái enzyme mà để hoạt hóa cái mẹ vitamin D này, thì những bệnh nhân đấy chúng ta sẽ không sử dụng được cái vitamin D chưa hoạt động, chưa chưa hoạt hóa, mà chúng ta phải sử dụng những cái vitamin đã hoạt hóa rồi. Còn trong trường hợp nếu không có tổn thương gan, tổn thương thận thì chúng ta sẽ sử dụng các loại vitamin D chưa hoạt hóa.
Đấy là cái chú ý trong cái điều trị để cô cũng muốn nhắc các bạn trong cái sơ đồ này. Thế thì nguồn cung cấp vitamin D ở đâu? Cô vừa nói rồi, có hai nguồn cung cấp đúng không ạ? Theo cái hình sơ đồ vừa rồi, nội sinh từ ánh nắng mặt trời và ngoại sinh là từ gì ạ? Từ thực phẩm, đúng không ạ? Từ thức ăn. Từ thực phẩm thì gồm có những cái gì? Ví dụ như các bạn thấy là vitamin D có nguồn gốc động vật, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy là 1 lít, ví dụ như cái nhìn ở đây thì các bạn thấy là 1 lít sữa mẹ cung cấp 40 đơn vị vitamin D3. Nhưng ngày xưa thì chúng ta nói là 1 lít sữa bò cung cấp có 20 đơn vị vitamin D3 thôi, nhưng không phải. Hiện nay thì các bạn thấy đúng, ngày xưa thì chỉ là 1 lít sữa bò cung cấp 20 đơn vị vitamin D3. Tuy nhiên hiện nay trên thế giới người ta thấy vitamin D, người ta gọi là một đại dịch vitamin D, và các nhà khoa học ở trên thế giới người ta không chấp nhận được vì sao một cái thế kỷ 21, bước sang thế kỷ 21 rồi, rất phát triển rồi, đầy đủ về kinh tế xã hội rồi mà tỷ lệ thiếu vitamin D vẫn còn cao trên thế giới, đặc biệt các nước phát triển. Chính vì thế nên là những thời gian ở những thập niên gần đây thì họ đã bổ sung vitamin D vào trong thực phẩm. Điển hình ở Mỹ, người ta đã bổ sung vitamin D vào trên 1.000 thực phẩm. Thực phẩm, ví dụ sữa là một thực phẩm, người đã bổ sung 400 đơn vị vitamin D 3 vào trong 1 lít sữa. Vậy rõ ràng nếu 1 lít sữa công thức bây giờ cung cấp 400 đơn vị vitamin D3 thì sữa mẹ chỉ cung cấp 40 đơn vị vitamin D. Vậy những đứa trẻ bú sữa mẹ sẽ có nguy cơ thiếu vitamin D cao hơn là những đứa trẻ ăn sữa công thức. Chúng ta phải hiểu như vậy. Và các bạn biết một cái nguồn thực phẩm cũng cung cấp vitamin D cũng không phải là ít, đó là trứng, đúng không ạ? 100 gram trứng có 130 gram, 30 đơn vị vitamin D3. Vậy rõ ràng chúng ta sẽ thấy này, nguồn cung cấp vitamin D từ thực phẩm mặc dù là ít nhưng mà nó cũng có vai trò, và trong đó phải kể đến sữa là một cái nguồn cung cấp thực phẩm, hay là cá hồi đúng không ạ, cũng là một nguồn thực phẩm mà cung cấp vitamin D rất là cao. Đây là các thực phẩm, các bạn nhìn này, các thực phẩm, tất cả những thực phẩm mà này đều có thể cái gì cung cấp vitamin D. Tuy nhiên thì với cái lượng cung cấp vitamin D không phải là cao, cô vẫn thể nhắc lại. Một nguồn thứ hai là nguồn ngoại sinh, đó là từ thực vật. Vitamin D ở dưới dạng vitamin D2 là ergocalciferol thì có nhiều trong các loại nấm, đúng không ạ? Thì cũng chứa một lượng vitamin D đáng kể. Tuy nhiên, cô vẫn nhắc lại với các bạn là vitamin D từ ánh nắng mặt trời không có nhiều. Vậy thì chúng ta đi xem bước tiếp theo. Vitamin D có rất nhiều, đúng không ạ? Trong thực phẩm, trong ánh nắng mặt trời. Vậy vai trò của vitamin D như thế nào đối với cơ thể? Đầu tiên, chúng ta phải nói đến vai trò của vitamin D tại xương, đúng không ạ? Tại ruột và tại thận. Tại xương thì chúng ta thấy nói đến vai trò của vitamin D rất là rõ rồi, chúng ta thấy là vitamin D nó là tạo nên khung xương, đúng không ạ? Tại ruột, tại thận thì chúng ta cũng nói rất nhiều, hiện nay người ta nói đến miễn dịch tất cả các cơ quan trong cơ thể cơ mà, đúng không ạ? Tuy nhiên thì chúng ta sẽ tập trung vào vấn đề tại xương, đúng không? Vai trò của vitamin D đối với xương là như thế nào? Thì các bạn thấy là canxi, vitamin D có vai trò cắn canxi và phosphor vào xương để làm cho bộ xương vững chắc hơn, đúng không ạ? Và nó có vai trò thứ hai là tăng tạo khuôn xương, tạo khuôn xương bằng tăng hoạt tính của các ADN trong cái nguyên bào xương, và nó còn có một tác dụng nữa, đó là tăng sự tổng hợp của khuôn xương. Chính vì thế nó tăng tạo khuôn xương, bộ xương cho cơ thể. Và một cái vai trò quan trọng thứ ba đó là gì ạ? Kích thích và vận chuyển lắng đọng canxi vào khuôn xương. Ngoài nó gắn canxi phosphor vào xương rồi, kích thích lại lắng đọng canxi vào khuôn xương, đúng không ạ? Và thứ ba là nó tạo ra khuôn xương, đúng không ạ? Tăng sự tạo khuôn xương, đấy là ba vai trò chính của vitamin D mà đối với hệ xương. Còn lại ở ruột, ở thận thì cô cũng các em sẽ đọc thêm ở trong sách, đúng không ạ? Thế thì nhu cầu vitamin D là như nào là đủ? Thế thì các bạn thấy là nhu cầu vitamin D hiện nay, trước đây thì người ta nói là nhu cầu vitamin D chỉ có 400 đơn vị một ngày đối với trẻ em, và phụ nữ có thai thì chỉ là 200 đơn vị một ngày thôi, đúng không ạ? Tuy nhiên thì cái theo cái đồng thuận của còi xương do thiếu vitamin D ấy, của 16 cái hiệp hội cũng như 16 cái chuyên ngành, các nhà khoa học ở các chuyên ngành khác nhau, thì từ 2016 rồi cải tiến vào năm 2018 thì người ta cũng đưa ra một cái đồng thuận của nhu cầu vitamin D cũng có update hơn so với ngày xưa, và nhu cầu nó có thay đổi ở xu hướng tăng lên. Cụ thể là như thế nào? Các bạn thấy là ở trẻ em dưới 12 tháng tuổi thì chúng ta thấy là nhu cầu vitamin D khoảng 400 đơn vị vitamin D một ngày. Ở trẻ em trên 1 tuổi, trước đây không phải là 400 nữa mà là 600 đơn vị một ngày. Và người lớn bây giờ chúng ta cũng có 600 đơn vị một ngày. Và đặc biệt phụ nữ có thai cũng như là cho con bú thì cái nhu cầu vitamin D cao hơn rất nhiều. Trước đây chỉ 200 và bây giờ đã là 600 đơn vị một ngày rồi, đúng không ạ? Để chốc nữa chúng ta sẽ xem là nhu cầu vitamin D của cơ thể là như thế vậy đấy, cao đấy. Thế thì
cái liệu hàng ngày của chúng ta, cái lượng mà vitamin D cung cấp cho cơ thể của chúng ta đã đủ chưa? Để chút nữa chúng ta sẽ xem nhé. À, vậy thì nào, quay trở lại. Nhu cầu như vậy, vậy thì vitamin D lấy từ đâu? Hay là bệnh nhân nào có nguy cơ thiếu vitamin D? Đúng không ạ? Bệnh nhân nào có nguy cơ thiếu vitamin D? Thế thì đầu tiên chúng ta phải kể đến là chúng ta vừa mới tìm hiểu xong ở slide trước. Vitamin D được cung cấp từ hai nguồn, đó ạ, đúng không ạ? Đó là từ nguồn nội sinh, đó là ánh nắng mặt trời chiếm 90% cơ mà, đúng không ạ? Nguồn ngoại sinh là từ gì ạ? Từ thực phẩm. Đúng không ạ? Chiếm chỉ có 10% thôi, đúng không ạ? Vậy thì ánh nắng mặt trời nói một cách khác là vô cùng quan trọng. Người ta còn gọi là vitamin vui vẻ bởi vì nó là mang lại sự khỏe mạnh cho cơ thể. Đúng không ạ? Người ta gọi vitamin vui vẻ, đúng là đúng vậy. Đúng vậy, đúng không ạ? Thế thì những nguyên nhân nào làm cho đứa trẻ thiếu vitamin D? Vậy rõ ràng vitamin D nguồn cung cấp từ vậy. Vậy những đứa trẻ nào thiếu ánh nắng mặt trời, sống ở nơi thiếu ánh nắng mặt trời sẽ có nguy cơ thiếu vitamin D. Ví dụ như ở chật chội về mùa đông, nhà ở chật chội, tập luyện thường xuyên quá mức này, rồi thì sống ở nơi vùng núi cao, đúng không ạ? Thực ra chúng ta nói là vùng núi sương mù, vùng núi cao là nơi mà đứa trẻ thiếu vitamin D, nhưng thực ra bây giờ các bạn sẽ thấy là cái nhu cầu thiếu vitamin D ấy, à, cái thiếu vitamin D hiện nay ấy, nó không chỉ là ở trẻ em sống ở miền núi cao đâu, vùng nhiều sương mù đâu, mà ở trẻ em ở các thành phố, đúng không ạ, cũng thiếu vitamin D rất là nhiều. Vì sao? Bởi vì là môi trường khói bụi ô nhiễm làm cản trở sự hấp thu của ánh nắng mặt trời, đúng không ạ, nên cũng thiếu, cản trở sự hấp thu của tia cực tím, nên những đứa trẻ sống ở những vùng thành phố lớn cũng có nguy cơ thiếu vitamin D. À, rồi trong chế độ ăn như cô vừa nói với các bạn, đúng không ạ, trong chế độ ăn ở đây là thiếu sữa mẹ nuôi nhân tạo, đúng không ạ? À, nuôi nhân tạo sai thôi, chứ còn hiện nay nếu như thiếu sữa mẹ mà em bé được ăn là sữa công thức, mà sữa công thức mà được cung cấp đủ 400 đơn vị D thì hiện nay sẽ không phải là thiếu nữa rồi, đúng không ạ? Hay là trẻ ăn bột quá nhiều, ăn những thức ăn có thiếu dầu mỡ, vì các bạn biết là vitamin A và vitamin D là những vitamin tan trong dầu, nên khi mà chế độ ăn kiêng khem, đúng không ạ, thì sẽ không hấp thu được. Hay là các em mẹ ăn ăn quá nhiều bột vì trong bột có một chất phytat làm cản trở hấp thu của canxi vitamin D. Chính vì thế đứa trẻ ăn bột quá sớm và có quá nhiều cũng có nguy cơ thiếu vitamin D. À, các yếu tố nguy cơ khác mà gây ra tình trạng thiếu vitamin D phải kể đến rất nhiều các yếu tố ở đây các em đề cập ở trong slide này. Các em nhìn thấy trẻ đẻ non, trẻ đấp cân cũng có thiếu này. Hoặc là những cái bệnh như đứa trẻ mà mắc các bệnh nhiễm khuẩn, đường tiêu hóa, đường hô hấp kéo dài, đúng không ạ? Tắc mạch, viêm gan không hấp thu được vitamin D thì đương nhiên là bệnh nhân có nguy cơ. Và lại một thông điệp nữa ở trong cái slide này các em sẽ thấy là gì ạ? Các con, các bà mẹ bị thiếu vitamin D sẽ sinh ra những đứa trẻ thiếu vitamin D. Rõ ràng là chăm sóc dinh dưỡng của bà mẹ trong thời kỳ mang thai rất rất quan trọng, đúng không ạ? À, vậy thì thiếu vitamin D gây ra hậu quả gì? Thiếu vitamin D gây ra hậu quả rất nhiều hậu quả như cô vừa nói rồi. À, ba cái hậu quả mà chúng ta phải kể đến là vitamin D có vai trò rất quan trọng với gắn canxi phốt pho vào xương, tăng lắng đọng canxi ở trong xương, nên thiếu vitamin D sẽ giảm hấp thu canxi và hẳn giảm phốt pho máu. Và đây là một cái sơ đồ, các em nhìn sơ đồ này các em nhìn thấy rất rõ. Khi thiếu vitamin D sẽ giảm canxi máu, và khi mà giảm canxi trong máu giảm, ngay lập tức tuyến cận giáp, đúng không ạ, sẽ tăng tiết các hormone cận giáp, kích thích tăng tiếp các hormone cận giáp, vì thế gây ra tình trạng cường giao cảm, cường giáp, và gây ra khi hiện tượng cường giáp xuất hiện sẽ gây ra giảm phốt pho máu và gây ra rối loạn thần kinh thực vật, và cuối cùng là gây ra hiện tượng loãng xương. Nên trên lâm sàng các em sẽ thấy một bộ ba các triệu chứng bệnh nhân sẽ có biểu hiện trên lâm sàng của bệnh còi xương dinh dưỡng, đó là gì? Đó là thiếu triệu nhóm triệu chứng của thiếu canxi, nhóm triệu chứng của thiếu phốt pho máu và nhóm triệu chứng của thiếu vitamin D, đúng không ạ? Và cái hậu quả vitamin D, thiếu vitamin D, canxi, vitamin D, các em nhìn ở trên sơ đồ này thì các em sẽ thấy cái hậu quả nó rất là nặng nề, đúng không ạ? Nó không chỉ ảnh hưởng đến khung xương mà nó ảnh hưởng đến thể trạng của đứa trẻ, đúng không ạ? Đó là gì ạ? À, một đứa trẻ suy dinh dưỡng sẽ thấp còi, thiếu vitamin D sẽ gây thấp còi, đúng không ạ? Thế thì triệu chứng lâm sàng, nào quay trở lại đến với cả nội dung thứ ba của bài học, là chúng ta sẽ xem là khi vậy những triệu chứng lâm sàng là có thể gợi ý là thiếu vitamin D, đúng không ạ? À, vitamin D có vai trò quan trọng, đấy là gì ạ? Giúp hấp thu canxi, phốt pho vào máu, nên trên lâm sàng bệnh nhân sẽ có các biểu hiện của các triệu chứng này. Triệu chứng đầu tiên là rối loạn thần kinh thực vật, các em sẽ thấy biểu hiện sớm nhất,
đó là gì ạ? Trẻ vã mồ hôi trộm nhiều, ngủ trằn trọc không yên giấc, hay giật mình, hay vã mồ hôi trộm. Và cái triệu chứng hói gáy là cái triệu chứng mà chúng ta sẽ gặp, hay gặp trên lâm sàng nhiều nhất. Hói gáy là do hiện tượng gì? Do khi mà đứa trẻ ra mồ hôi trộm ở gáy thì đứa trẻ, bản thân cái đứa trẻ mà nó rối loạn thần kinh thực vật thì nó ngủ không yên giấc, nó cứ quay đầu bên này quay sang bên kia, và nó sẽ gây ra tình trạng gì ạ? À, mồ hôi ra nhiều lại kèm theo quay bên này lại quay bên kia, đầu cứ ngoáy liên tục thì làm sao ạ? À, đứa trẻ sử dụng tóc gáy, và người ta còn gọi là dấu hiệu hói gáy, hay còn gọi là dấu hiệu vành khăn, đúng không ạ? Và các em sẽ nhìn thấy những hình ảnh thậm chí hói gáy nó đến mức độ như thế này, đúng không ạ? Đây là một cái em bé 18 tháng tuổi, cái dấu hiệu hói gáy rất là rõ. À, biểu hiện thứ hai mà chúng ta sẽ gặp, đấy là cái biểu hiện mà chúng ta cũng sẽ gặp đấy, không phải là ít, nhưng mà chúng ta ít để ý đến, đó là những cái biểu hiện của các hiệu triệu chứng của hạ canxi máu. Ví dụ như bệnh nhân có gì ạ? Có thở rít thanh quản, có cơn khóc lạ. Có những em bé đến khám: bác ơi, cháu có những cơn khóc, mỗi lần cháu khóc mặt cháu tím lên. À, tiếng thở rít thanh quản, có cơn khóc lạ. Hay là khi khóc thì cháu mỗi lần cháu tím, và nhiều khi mà các bạn ngồi phòng khám, nếu như các em để ý một chút thôi, các em xem lại cái triệu chứng, à, trên lâm sàng bệnh nhân này có dấu hiệu còi xương không nhỉ, đúng không ạ? Thì chưa chắc là mình đã cần phải làm các xét nghiệm khác, mà mình hỏi thêm: à, ngoài có cơn khóc lặng đấy thì cháu có hay nấc hay chớ không chị, đúng không ạ? Hay là mình tìm các dấu hiệu của bệnh nhân có biến dạng xương thì mình có thể nghĩ đến còi xương. Chứ từ từ hãy đưa cho bệnh nhân đi làm điện não đồ xem cháu có động kinh không, có phải cơn tím do động kinh không, hay là bệnh nhân này tím có phải do tim bẩm sinh không, đúng không ạ? Chúng ta sẽ đưa ra những cái xét nghiệm không cần thiết quá mức cho bệnh nhân. Vậy thì với những cái bệnh nhân mà có triệu chứng trên lâm sàng, mà với những triệu chứng rối loạn thần kinh thực vật này, và trên lâm sàng bệnh nhân này có cơn khóc lặng khi tím này, cơn cơn tím khi khóc này, rồi bệnh nhân hay nấc hay chớ này, nặng nữa bệnh nhân có cơn co giật, thì chúng ta phải nghĩ đến là liệu bệnh nhân có còi xương không. Và các triệu chứng khác như là chậm vận động này, chậm biết lẫy, chậm biết bò, chậm biết đi, đấy cũng là những triệu chứng. Rồi triệu chứng khác là những triệu chứng khi đấy là những triệu chứng sớm. Còn những triệu chứng muộn hơn thì chúng ta sẽ thấy bệnh nhân có những tổn thương ở đường tiêu hóa, đường cô ơi, cô chưa bật mic ạ. Cô ơi, mic cô chưa bật ạ. Đây là cái hình ảnh, rồi cô xin lỗi. Đây là cái hình ảnh, đúng không ạ? Chuỗi hạt sườn các em nhìn thấy rất là rõ, đúng không ạ? À, đây hình ảnh lồng ức ngực hơi ức à, các em nhìn thấy rất là rõ, đúng không? Đây là hình ảnh của bé trai 4 tuổi nó biến dạng xương hình lồng ngực hình ức gà rất là rõ, đúng không ạ? À, rồi thì các cái hình ảnh khác như bây giờ dãy Harrison, đúng không ạ? Harrison, phyllotype Harrison. Một cái triệu chứng nữa mà trước đây chúng ta cũng gặp, hay là cũng gặp ở trẻ đẻ non mà hiện nay cũng chúng ta ít đến, nói đến là dấu hiệu ping pong. Đấy là dấu hiệu gì ạ? Dấu hiệu ở bệnh nhân có dấu hiệu ping pong khi thiếu vitamin D. Chúng ta thấy là cái nền xương cứng khi chúng ta ở những cái bệnh nhân, đặc biệt ở bệnh nhân đẻ non, đúng không ạ? Chúng ta đặt ngón tay lên trên cái bản xương xương trán chúng ta thả ra thì chúng ta sẽ thấy là gì ạ? Chúng ta thấy là cái thậm chí là cái ngón tay, cái tấm bản xương nó có thể đập vào ngón tay của chúng ta, và người ta còn gọi là dấu hiệu gì ạ? Dấu hiệu ping pong, đúng không ạ? Rồi các xương dài khác chúng ta sẽ thấy có những cái biểu hiện của xương, ví dụ như là xương bị cong hình chữ O, hình chữ X, gù vẹo cột sống, đúng không ạ? Hình chữ O, đây là biểu hiện xương hình chữ O. Còn hình chữ X, các em nhìn thấy những em bé tổn thương xương hình chữ X rất rõ, dấu hiệu chân vòng kiềng đấy, chúng ta nhìn thấy rất là rõ, em bé này có tổn thương xương cả lồng ngực, toàn thân, đúng không ạ? Các em nhìn thấy cái biểu hiện tổn thương xương rất là rõ. Vậy để chẩn đoán còi xương thì dựa vào cái gì? Khác với các bệnh thiếu vi chất khác, kể cả thiếu vitamin A, thì triệu chứng mà để chẩn đoán còi xương ở trên lâm sàng do thiếu vitamin D rất là điển hình, đúng không ạ? Chúng ta nhìn thấy rất là điển hình. Vậy thì có cần dựa vào xét nghiệm không? Có, đúng không ạ? Ngoài triệu chứng điển hình trên lâm sàng thì chúng ta xét nghiệm máu thì
Cái xét nghiệm mà có giá trị nhất là định lượng 25 mẫu HD ở trong máu. Nếu mà giảm thì chúng có thể có xác định là bệnh nhân có thiếu vitamin D. Tuy nhiên những dấu hiệu sớm ví dụ như phốt pho tan ra tiềm tăng, canxi máu trong máu hoặc là phốt pho trong máu bình thường hoặc giảm nhẹ cũng có giá trị để chẩn đoán còi xương. Ngoài ra những biến đổi trong nước tiểu thì chúng ta ít làm. Một cái triệu chứng và cái tổn thương ở xương cũng rất là có giá trị để chẩn đoán. Đấy là gì ạ? Bệnh nhân có bất thường ở các cái xương, đầu xương, ví dụ như là đường cốt hóa nham nhở, thân xương mất chất vôi và đường cốt hóa chậm. Đấy là những triệu chứng lâm sàng mà trên X quang cũng có rất có giá trị để chẩn đoán bệnh còi xương ở trẻ em. Đúng không ạ? Thế thì giai đoạn sớm cô vừa mới chia sẻ với các bạn là giai đoạn sớm thì chúng ta dựa vào rối loạn thần kinh thực vật, phốt pho tan ra tiềm tăng, còn giai đoạn tàn phát thì phốt pho tan ra tiềm tăng này kèm theo 25 OHD ở trong máu giảm này, X quang xương và 25 OHD ở trong huyết thanh giảm vẫn là một triệu chứng có giá trị, một xét nghiệm có giá trị nhất để đánh giá còi xương thiếu vitamin D ở trẻ em. Ngoài ra thì phân biệt còi xương với kháng vitamin D thì thôi các em cũng cần theo dõi thêm thôi. Thế thì bệnh nhân thiếu vitamin D điều trị như thế nào? Điều trị bằng thuốc đương nhiên rồi, đúng không ạ? Bổ sung cái gì nữa? Chúng ta nói là vitamin D từ ánh nắng mặt trời rất là nhiều. Ánh nắng mặt trời sẽ cung cấp vitamin D. Vậy chúng ta nếu như ánh nắng mặt trời kết hợp ánh nắng mặt trời và với thuốc thì điều trị hiệu quả sẽ hiệu quả. Thì cái điều trị của chúng ta sẽ hiệu quả rất là nhiều, đúng không ạ? Thế thì thuốc thì chúng ta thấy là hiện nay vitamin D, các loại vitamin D thì có từ D1 đến D5, thậm chí D7. Tuy nhiên hai cái chế phẩm D2 và D3, ergocalciferol và cholecalciferol thì người ta sử dụng, ưu tiên sử dụng nhiều nhất. Và trên lâm sàng thì vitamin D2, ergocalciferol thì chúng ta thấy là steroid, đúng không ạ? Chế phẩm. Ngoài ra nhiều chế phẩm khác, nhưng đây là ví dụ thôi. Vitamin D3, ví dụ aquadeterin chúng ta cũng gặp, hay là liều cao, đúng không ạ? Thì các chế phẩm vitamin D, vitamin D3 là cholecalciferol và ergocalciferol, cái nào tốt? Các bạn sẽ đặt câu hỏi như vậy. Nhưng mà thực ra trên thế giới hiện nay người ta, các nhà khoa học người ta thấy là hai chế phẩm này nó có tác dụng tương đương nhau. Nhưng để sử dụng mà để nâng nồng độ vitamin E kéo dài thì người ta sẽ ưu tiên nồng độ chúng ta sử dụng chế phẩm cholecalciferol là vitamin D3. Vậy liều lượng như thế nào? Liều lượng trước đây thì người ta có liều từ dài ngày cho đến ngắn ngày. Nhưng hiện nay chế phẩm hiện nay ấy, liều điều trị hiện nay vitamin D thì người ta có một cái phác đồ trong cái đồng thuận mới nhất là liều từ 2.000 đến 4.000 đơn vị trong một ngày và điều trị bao lâu? Thời gian điều trị có thể kéo dài đến 3 tháng. Các bạn nhớ cho cô là như vậy. 3 tháng, liều điều trị vitamin D là từ 2.000 đến 4.000 đơn vị một ngày kéo dài trong 3 tháng. Sau 3 tháng, người ta sẽ định lượng lại vitamin D, chụp lại X quang. Nếu như nồng độ vitamin D tiếp tục thấp, thiếu, thì người ta lại repeat lại liều thứ hai. Còn nếu như mà đủ rồi, đúng không ạ? Thì người ta sẽ bổ sung về liều duy trì. Duy trì là như thế nào? Duy trì là như thế nào? Dưới 1 tuổi là 400 đơn vị một ngày và trên 1 tuổi là gì? 600 đơn vị một ngày. Ngoài bổ sung vitamin D thì phải bổ sung canxi bởi vì canxi nó có vai trò quan trọng đối với hệ xương. Bổ sung canxi như thế nào? Dưới 6 tháng tuổi người ta dùng 200 đơn vị một mg một ngày. Từ 6 đến 12 tháng là 260 mg một ngày. Trên 12 tháng liều gấp đôi là 500 mg một ngày. Và ngoài bổ sung canxi thì có thể bổ sung các chế phẩm khác nữa có chứa phốt pho, đúng không ạ? Hay là chế độ ăn thì đầy đủ dinh dưỡng. Và cái mỗi cái canxi, mỗi canxi nó sẽ khác nhau. Mỗi canxi lactat khác, mỗi canxi gluconat khác, mỗi canxi citrat khác. Tuy nhiên thì thôi, những cái phần đấy nó sâu hơn để mai sau các em đi học thì chúng ta sẽ tìm hiểu trên lâm sàng. Một cái vấn đề nữa là tắm nắng cho đứa trẻ. Ánh nắng mặt trời có rất nhiều vitamin D, vậy tắm nắng là quan trọng. Người ta ước tính một người mà tắm nắng 30 phút dưới ánh nắng mặt trời mà với dưới tác dụng làm đỏ da có thể cung cấp bao nhiêu? Từ 2 cho đến 10.000 đơn vị vitamin D này. Rất nhiều, đúng không ạ? Nên ánh nắng mặt trời rất quan trọng. Và thời điểm người ta ước tính ánh nắng mặt trời là vào lúc 9 giờ sáng hoặc là lúc 3 giờ chiều, đúng không ạ? Là khoảng thời gian mà chúng ta tắm nắng rất là tốt, đúng không ạ? Cho trẻ tắm nắng rất tốt. Và khi tắm nắng cho đứa trẻ thì các bạn nhớ là phải đeo khẩu trang và che mắt, che bộ phận sinh dục của đứa trẻ lại, đúng không ạ? Và đây là cái lưu đồ để bổ sung vitamin A, vitamin D. Cũng giống như thiếu vitamin A thì phòng bệnh thiếu vitamin D rất quan trọng. Phòng cho mẹ trước đây chúng ta chỉ có 200 đơn vị một ngày, nhưng hiện nay người ta 600 đơn vị nếu chúng ta sử dụng hàng ngày, đúng không ạ? Hoặc chúng ta sẽ sử dụng bao nhiêu? Chúng ta sẽ sử dụng vitamin D liều 100 đến 200 đơn vị một lần. Từ tháng thứ 7 của thai kỳ duy nhất, chúng ta liều một lần duy nhất. Nhưng người ta vẫn khuyến cáo là nên dùng 600 đơn vị một ngày.
Đúng không ạ? Các bạn biết là nếu như bà mẹ mà uống được 700 sữa, à, 1 lít sữa, 2 ly sữa một ngày được 500 thì bà mẹ đã có khoảng độ 200 đơn vị vitamin D rồi, đúng không ạ? Còn 400 thì chúng ta lấy từ thực phẩm và tắm nắng. Còn đối với con thì chúng ta sẽ phòng bệnh như thế nào? Chúng ta sẽ tắm nắng cho trẻ sớm từ tuần thứ 2 sau khi sinh và bổ sung vitamin D cho trẻ 400 đơn vị một ngày từ tuần thứ 2 sau đẻ. Đặc biệt với trẻ bú mẹ hoàn toàn thì cái bổ sung vitamin D lại cần thiết hơn bao giờ hết. Ngoài ra thì chế độ ăn của đứa trẻ chúng ta cũng cần phải chú ý, ví dụ như tăng cường các thực phẩm mà hấp thu vitamin D tốt, ví dụ như đạm hoặc là những thực phẩm có nhiều dầu mỡ, đúng không, để hấp thu vitamin D. Thì đấy là toàn bộ cái bài học mà các bệnh thiếu vitamin cô muốn trình bày với các bạn. Cô cũng rất xin lỗi là cô sẽ khoảng độ mất 15 đến 30 phút cô sẽ phải đi học một chút, sau đó thì cô sẽ quay lại để chúng ta tiếp tục bài tiếp theo nhé. Sau đó thì chúng ta có hỏi gì thì chúng ta sẽ hỏi tiếp, đồng ý không ạ? Dạ vâng ạ. Các em sẽ giải lao khoảng độ 30 phút nhé. Xong rồi chúng ta sẽ xem bài tiếp theo. Rồi, cảm ơn các em.